Ngoài những cái chuyên ngành du lịch khách sạn, quản trị kinh doanh, thì Singapore đang rất là phát triển về cái ngành logistics and supply chain, là ngành quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần. Đây là ngành mới, các bạn chưa hình dung được là ngành học này sẽ học những gì và phải sẽ làm những gì sau khi ra trường, có đúng không? Thực ra thì với việc phát triển như hiện nay về cái việc giao thương hàng hóa, là phát triển chuỗi bán lẻ, thị trường công nghiệp tăng lên xuống một cách chóng mặt, thì ngành cái quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần nó cũng đang trên đà phát triển đi theo. Và thực sự nó đang thiếu nhân lực một cách trầm trọng. Thì quản lý chuỗi cung ứng gắn liền với hầu hết tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, như là từ việc hoạch định và quản lý quá trình tìm cái nguồn hàng, thu mua, sản xuất thành phẩm, rồi từ cái nguyên liệu thô, rồi quản lý hậu cần đến việc phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp, các kênh trung gian, các nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng. Nói chung, quản lý chuỗi cung ứng gồm quản lý cung và cầu trong toàn cái hệ thống của các doanh nghiệp. Thì tại Singapore có các trường học viện sau đào tạo về cái chuyên ngành này, ví dụ như là Học viện Kaplan Singapore, Curtin Singapore hoặc là Học viện EASB. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trường Kaplan Singapore các bạn nhé. Trường Kaplan Singapore thì chương trình đào tạo của trường sẽ đi lên từ chương trình cao đẳng. Cao đẳng thực chất nó là năm nhất đại học thôi, nên là các bạn khi mà học chương trình cao đẳng, các bạn cũng đừng ngại là tại sao mình phải học cao đẳng, đúng không lộ? Thì chương trình cao đẳng của trường có mức học phí là 11.556 đô la Singapore với chương trình học trong vòng 8 tháng. Và chương trình cử nhân thì cái mức học phí nó sẽ dao động tầm khoảng 25.000. Và ngôi trường tiếp theo sẽ là Đại học Curtin Singapore, thì có mức học phí cao hơn chút đỉnh vì cái chương trình học của trường nó đồng nhất với chương trình học của trường Curtin bên Úc, và tổng học phí cho chương trình cử nhân 24 tháng nó sẽ khoảng là 51.840 đô la Singapore, được chia làm 6 lần đóng. Như vậy mỗi lần các bạn đóng chỉ khoảng cỡ 8.600 đô la Singapore trong một kỳ 4 tháng. Nếu các bạn chỉ học để lấy bằng cao đẳng thì các bạn chỉ cần học 2 học kỳ với mức học phí cho tổng 2 học kỳ là khoảng cỡ 17.280 đô la Singapore. Và trường tiếp theo Tân Đại Dương muốn giới thiệu với các bạn đó là trường EASB. Với lộ trình của trường thì sẽ chia nhỏ hơn, là các bạn sẽ đi lên từ chương trình cao đẳng nâng cao và đại học, với mức học phí lần lượt cho từng chương trình đó là 13.250 cho chương trình cao đẳng và sẽ học trong vòng 9 tháng. Còn ở bậc cao đẳng nâng cao thì cũng mức học phí tương tự như vậy. Và khi chuyển tiếp lên chương trình cử nhân thì các bạn sẽ học trong vòng 12 tháng với mức học phí là 16.250 đô la Singapore. Và cái nhân lực của cái ngành quản lý chuỗi cung ứng này ở nước ta là đang cực kỳ ít ỏi. Các bạn có biết không, là theo những cái số liệu từ Viện Nghiên cứu Phát triển Logistics thì hơn 50% doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay thiếu đội ngũ nhân sự có cái trình độ chuyên môn về quản lý chuỗi cung ứng và logistics. Khoảng 30% doanh nghiệp phải đào tạo lại nhân viên khi nhận nhân viên vào làm. Thì ở ngành công nghiệp may mặc, nhiều công ty chỉ tập trung vào cái việc gia công theo đơn đặt hàng từ phía các thương hiệu lớn của nước ngoài mà chưa có riêng một cái quy trình sản xuất cũng như là một cái chuỗi cung ứng hoàn thiện. Dự báo là trong giai đoạn 2016 đến 2020, chỉ tính riêng ngành logistics ở Việt Nam hiện nay cần thêm khoảng gần 20.000 lao động chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành chuyên nghiệp và khả năng tiếng Anh tốt. Đặc biệt mức lương khởi điểm cho nhân sự chất lượng cao mới tốt nghiệp ở cái ngành này có thể ở cái mức từ 400 đến 500 đô một tháng. Nên thực sự tôi thấy đây là một ngành rất là phát triển ở trong tương lai. Các bạn có thể tham khảo thêm về cái ngành này. Thì cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin, lĩnh vực truyền thông đa phương tiện cũng phát triển vươn lên như một điều tất yếu trong cuộc sống hiện đại. Mặc nhiên trở thành một trong những nghề thời thượng được nhiều bạn trẻ quan tâm lựa chọn. Nếu như trước đây truyền thông chỉ được hiểu là các bài viết, những mẫu quảng cáo đơn giản được đăng trên các tờ báo giấy hay truyền hình, thì ngày nay thông điệp truyền thông được chuyển tải ngày càng tinh tế hơn, hiện đại và phong phú hơn nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin thông qua các phương tiện như là văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, tương tác, v.v. Điều này phụ thuộc rất là nhiều vào các kỹ năng, kiến thức của ngành truyền thông đa phương tiện. Vậy du học Singapore ngành truyền thông thì nên học trường nào? Chúng ta cùng tìm hiểu một vài ngôi trường các bạn nhé. Đầu tiên thì Tân Đại Dương sẽ giới thiệu cho các bạn là trường Kaplan Singapore. Thì chương trình của trường sẽ bắt đầu từ chương trình cao đẳng và khóa học sẽ kéo dài là khoảng 8 tháng. Học phí cho chương trình cao đẳng là 11.556 đô la Singapore và các bạn sẽ được học 8 môn liên quan tới các chuyên ngành. Sau đó thì các bạn sẽ được chuyển tiếp lên chương trình cử nhân. Các bạn sẽ học trong vòng 16 tháng nữa để lấy cái bằng cử nhân. Còn về Học viện MDS cũng là một ngôi trường các bạn nên để ý tới khi có ý định học về lĩnh vực truyền thông. Chương trình cao đẳng học phí là 7.400 đô la Singapore, học trong vòng 8 tháng. Sau đó sẽ chuyển tiếp lên học chương trình cao đẳng nâng cao với mức học phí cũng tương đồng là 7.400. Tuy nhiên cái thời gian học chỉ còn là 6 tháng nữa thôi. Về cái mặt yêu cầu đầu vào của ngành truyền thông của trường MDS thì các bạn cần phải có được cái IELTS là 5.5 cho bậc cao đẳng nâng cao.
Chứ cái việc mà các bạn học hoàn tất cái khóa tiếng Anh của trường đi chăng nữa thì trường họ vẫn yêu cầu các bạn phải thi để lấy cái chứng chỉ IELTS. Và cái yêu cầu IELTS này là bắt buộc khi các bạn chuyển học chương trình cao đẳng nâng cao thì là 5.5 và chương trình cử nhân thì lúc đó các bạn cần phải nộp bổ sung là IELTS 6.0. Và chương trình học cho bậc cử nhân là sẽ kéo dài trong vòng 18 tháng với cái mức học phí là khoảng cỡ 29.500 đô la Singapore. Thì lưu ý là với cái chương trình cử nhân thì các bạn sẽ có 3 tuần kiến tập tại trường Oklahoma ở bên Mỹ. Thì và cái bằng cử nhân cũng sẽ do chính trường đại học Oklahoma này cấp. Và ngôi trường tiếp theo mà Tăng Đại Dương sẽ giới thiệu với các bạn đó là trường Curtin Singapore. Thì với chương trình học cử nhân kéo dài trong vòng 24 tháng với mức học phí tầm khoảng là 51.800 đô la Singapore. Và yêu cầu đầu vào của chương trình này là sinh viên phải tốt nghiệp 12 và điểm GPA phải là từ 8 chấm trở lên, IELTS là từ 6 chấm. Và với những bạn nào mà điểm GPA nó thấp hơn thì các bạn cũng đừng có lo lắng. Thì các bạn sẽ không có học tiếp vào thẳng vào chương trình cử nhân. Các bạn sẽ đi lên từ chương trình cao đẳng là 8 tháng. Sau đó các bạn sẽ học tiếp 16 tháng cho chương trình cử nhân. Như vậy thì dù bạn theo cái lộ trình nào thì tổng thời gian học của bạn vẫn là 24 tháng. Và đối với những bạn mà học từ chương trình cao đẳng thì tất nhiên là cao đẳng thì yêu cầu đầu vào thì nó sẽ dễ chịu hơn nhiều. Còn với những bạn vừa tốt nghiệp 11 xong thì như thế nào? Thì những bạn mới tốt nghiệp 11 xong thì các bạn sẽ học một cái chương trình bổ sung của trường 8 tháng. Sau đó các bạn sẽ học tiếp lên chương trình cử nhân 24 tháng. Nói chung thì chương trình của trường rất là linh động. Và học tại Curtin Singapore thì tất cả các bài học của các bạn, các bài thi rồi các bạn đều được trường Curtin của Úc thông qua. Và việc chấm bài thi ở trường Curtin Singapore thì cũng hoàn toàn đồng nhất với trường Curtin của Úc. Trong chúng ta thì chắc hẳn ai cũng đã từng nghe nói đến đất nước Singapore hoặc đã từng một lần du lịch đến đây rồi. Thì đây là một quốc gia nhỏ nằm ở Đông Nam Á và có nền kinh tế rất là hùng mạnh. Và nếu như mà các bạn muốn du lịch sang Singapore thì rất là đơn giản, chỉ cần mua vé máy bay 2 chiều và các bạn có thể là sang xin được rồi. Và các bạn cũng lưu ý rằng là visa du lịch sang Singapore thì các bạn chỉ ở được ở tối đa là 29 ngày. Còn nếu bạn muốn ở thêm nữa thì lúc đó bạn gia hạn sau. Và khi mà quyết định sang học ở Singapore thì điều bắt buộc là bạn phải xin visa rồi. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là việc xin visa thì bạn sẽ nộp những giấy tờ nào và những cái hồ sơ nào thì sẽ là tỷ lệ rủi ro cao. Thì hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu nhé. Về mặt giấy tờ thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ cá nhân liên quan đến việc học và việc làm của các bạn tại thời điểm hiện tại mà thôi. Như là có gì thì chúng ta sẽ nộp nấy, ví dụ như là chúng ta sẽ nộp hộ chiếu nè, khai sinh, học bạ, bằng cấp cao nhất, xác nhận việc làm nếu có và hình 46. Tùy vào từng bộ hồ sơ và yêu cầu về ngành học của các bạn mà chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho các bạn về ngành học cũng như là cái bậc học phù hợp với chính bản thân tất cả các bạn. Thì chúng tôi sẽ giúp các bạn nộp hồ sơ qua trường xin thư nhập học mà không thu bất kỳ chi phí nào, bởi vì chúng tôi là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường tại Việt Nam. Sau khi có thư nhập học thì chúng ta sẽ cần hoàn tất việc khai cái form 16 và 36. Thì trên form này chủ yếu là khai thông tin về gia đình, bố mẹ, anh chị cũng như liệt kê cái việc học và việc làm của các bạn. Thì sau khi nhận toàn bộ được cái bộ hồ sơ cũng như kèm với form và cái phí đăng ký thì trường sẽ hỗ trợ chúng ta nộp hồ sơ lên cục di trú để xin visa cho tất cả các bạn. Visa của Singapore thì được gọi là student pass. Nghe thủ tục thì rất là đơn giản, nhưng tại sao lại vẫn có những cái trường hợp bị từ chối cấp visa? Các bạn có thể thử hình dung xem là mình có nằm trong các trường hợp sau đây không nhé. Thứ nhất đó là những cái sinh viên mà có cái thời gian nghỉ học là khoảng cách quá dài, thời gian trống giữa hai bậc học hoặc là nghỉ học lâu mà trong thời gian nghỉ học đó mình không có làm gì. Thông thường thì những trường hợp này sinh viên phải viết một cái thư giải thích khoảng thời gian trống đó. Và tuy nhiên thì một số trường hợp viết thư giải trình nhưng mà vẫn bị từ chối. Lý do thứ hai là trước khi nộp hồ sơ đi du học Singapore thì sinh viên thường xuyên đi du lịch bên Singapore với thời gian lưu trú cho đến mỗi lần lên đến gần cả tháng. Trường hợp này cán bộ xét hồ sơ sẽ nghi ngờ bạn sang Singapore không phải là mục đích đi du học. Họ nghĩ rằng bạn lấy cớ đi du học để sang làm thêm hoặc lợi dụng cái student pass để làm những cái việc bất hợp pháp. Trường hợp thứ ba thì là sinh viên đăng ký cái khóa học thấp hơn cái khóa học bạn đã học ở Việt Nam thì cái nguy cơ bị từ chối visa rất là cao. Ví dụ như là ở Việt Nam bạn đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh rồi, nhưng mà khi sang Singapore bạn lại đăng ký cùng một cái chuyên ngành quản trị kinh doanh luôn, nhưng mà bạn lại học chương trình cao đẳng thì cái này nó hơi bất hợp lý, đúng không? Tại vì bên Singapore đối với chương trình thạc sĩ thì yêu cầu không có yêu cầu bạn phải tốt nghiệp đúng chuyên ngành. Thì với tấm bằng đại học của bạn, bạn có thể là đăng ký học lấy bằng thạc sĩ được rồi. Hơn nữa thì nếu như mà bạn
không muốn học thạc sĩ, bạn vẫn muốn học tiếp chương trình đại học, thì trường hợp ở Việt Nam bạn đã học quản trị kinh doanh rồi thì qua xin bạn nên chọn một cái chuyên ngành khác nó không có liên quan, thì lúc đó thì cơ hồ sơ của bạn nó sẽ tốt hơn ha. Về cái lý do thứ tư là trước khi nộp hồ sơ xin Student Pass, các bạn đã nộp hồ sơ xin visa đi làm dưới dạng Entertainment Pass, là hoạt động trong các quán bar, pub với các vị trí công việc là dancer hoặc là singer. Thì trong rất là nhiều cái nguyên nhân trên, chúng tôi nhận thấy cái tỷ lệ các bạn nữ bị từ chối visa nhiều hơn. Lý do thì không cụ thể, tuy nhiên cũng có thể là vì một vài lý do tế nhị. Tìm được khóa học rồi, xin được visa rồi, vậy vấn đề tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu là về vấn đề ổn định cái chỗ ở và sinh hoạt. Thì du học Singapore nói riêng hay là du học tại các quốc gia khác nói chung thì việc chỗ ở rất là linh động. Các bạn có thể tìm đến các ký túc xá dành riêng cho sinh viên quốc tế hoặc là tìm đến cái dạng share phòng với các bạn sinh viên khác. Thì một điều lưu ý là với các bạn là ký túc xá ở Singapore nó sẽ không giống như ký túc xá ở Việt Nam, là ký túc xá của trường nào thì chỉ có sinh viên của trường đó thôi. Mà ở Singapore thì rất là ít trường có cái dạng ký túc xá riêng đó, mà những trường khác thì họ sinh viên họ sẽ ở dạng ký túc xá tập trung. Ký túc xá tập trung nghĩa là sao? Nghĩa là ký túc xá này xây dựng ở cái, ví dụ như ở cái vị trí A này đi, thì những cái trường đại học nằm quanh gần cái vị trí A đó thì sinh viên vẫn hoàn toàn có thể đến ở được mà không phân biệt là bạn học ở trường nào. Chính vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi mà các bạn học tại trường Kaplan lại ở chung phòng với một bạn học ở trường EAC, vì hai trường này đều nằm gần cái ký túc xá CSL. Ngoài ra, nếu như mà bạn không muốn ở ký túc xá thì bạn hoàn toàn có thể là thuê nhà bên ngoài để ở, và cũng tùy theo cái điều kiện kinh tế gia đình mà bạn có thể là chọn những cái loại phòng cũng như là những cái khu nhà ở là khác nhau. Ví như mình có điều kiện hơn thì mình sẽ chọn những cái loại phòng ít người như là 1-2, thì tất nhiên những cái loại phòng ít người thì giá nó sẽ cao hơn, còn những như bạn chọn phòng C3 hoặc là C4 thì tất nhiên giá nó sẽ rẻ hơn. Thông thường thì sinh viên Việt Nam khi mà qua xin thì các bạn chọn là phòng là C4 với cái giá nó dao động tầm khoảng là 500 cho đến 550 một tháng. Cái này là dành cho những căn hộ dạng condo, là những cái căn hộ mà mới xây hiện đại. Còn nếu như mà bạn muốn tiết kiệm hơn, bạn muốn tìm những cái căn phòng có cái giá nó nhẹ nhàng hơn thì các bạn tìm những cái căn phòng này thì giá C4 nó tầm khoảng là 350 cho đến 400. Thì các bạn có thể là ở nhà dạng là HDB. Thì HDB là những cái dạng nhà mà do trợ cấp của chính phủ nên là giá nó sẽ được mềm hơn, và nó cũng sẽ tất nhiên là hình ảnh những cái căn hộ này thì nó sẽ không có bằng những cái căn hộ ở dạng condo. Tuy nhiên thì không phải nói là những cái căn hộ này mình không ở được, ý là so về cái mức độ thì nó cũng tầm khoảng là 70 thì bên này là 90 thôi, chứ nó không có đến cái mức là chênh lệch lắm. Nói theo kiểu nôm na là HDB là dạng nhà chung cư cũ ở Việt Nam, còn condo là dạng chung cư mới bây giờ, nên là các bạn cũng đừng ngại là mình chọn cái loại phòng này liệu ở có tốt hay không. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý đến cái vị trí của ngôi nhà mà các bạn sẽ ở. Bởi vì sao? Bởi vì cái phương tiện đi gần như duy nhất của học sinh sinh viên tại Singapore là xe bus hoặc là tàu điện ngầm. Nên việc mà bạn chọn nhà gần trường hoặc gần bến xe bus và các bến tàu điện ngầm là một điều tối quan trọng. Rồi khi mà các bạn mướn phòng thì các bạn cũng cần phải kiểm tra các trang thiết bị cần thiết như là máy giặt, tủ lạnh, bếp, tivi vân vân. Đặc biệt là những người sẽ ở chung với mình họ sẽ là ai. Thì ở Singapore hầu như tất cả các khu vực đều có an ninh tốt, nhưng không có gì là đảm bảo cho tất cả các bạn 100%. Cho nên bạn cũng cần phải lưu ý về vấn đề an ninh tại cái khu vực mà bạn sẽ ở. Khi mà lựa chọn một cái nơi ở phù hợp thì rất quan trọng đối với các bạn sinh viên khi mà xa nhà. Tuy nhiên là không vì thế mà các bạn chọn nóng vội. Trước hết thì các bạn hãy tham khảo nhiều nơi và cũng đừng vội vàng nghe những cái lời của chủ nhà hoặc những cái chỗ người ta tư vấn mà vội vàng đặt cọc ngay trong khi mình chưa có tìm hiểu ra kỹ là cái chỗ mình ở nó sẽ như thế nào. Còn nếu như mà bạn cảm thấy lấn cấn trong vấn đề gì đó thì hãy từ từ tìm hiểu thật là kỹ trước khi ký hợp đồng. Tại vì khi bạn ký hợp đồng rồi, thường tiền đặt cọc mà khi mà bạn không ở thì chủ nhà cũng không có trả lại. Nên là đừng có để mất tiền oan trong cái trường hợp này. Tuy nhiên là chúng ta cần phải cẩn thận trong cái việc thuê mướn nhà. Tuy nhiên thì bạn cũng không nên lấy quá trễ. Bạn không thể đợi đến khi bắt đầu cái giờ học rồi mới bắt đầu đi tìm hiểu về ngôi nhà, thì điều này nó sẽ khiến cho các bạn rất là khó khăn trong cái việc tìm nhà cũng như cái vấn đề cân nhắc về mặt chi phí cho việc thuê nhà. Cái vấn đề tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn bên cạnh cái việc nhà ở là về vấn đề đi lại tại Singapore. Thì hệ thống cái phương tiện công cộng nhanh chóng và tiện lợi của Singapore có thể đưa bạn đi đến hầu hết tất cả các địa điểm một cách dễ dàng. Với các bạn sinh viên Việt Nam
thì khi lần đầu tiên đặt chân đến Singapore thì sẽ rất là thích thú với việc đi tàu điện ngầm tại đây. Có lẽ hệ thống tàu điện ngầm hay được gọi tắt là MRT là phương tiện đi lại nhanh nhất ở Singapore, với hệ thống đường ray được trải rộng khắp, đồng nghĩa với việc phần lớn các điểm tham quan chính của Singapore đều nằm trong cái khoảng cách có thể đi bộ được từ trạm MRT. Thì để mà đi MRT hoặc là đi xe bus thì bạn có thể là mua vé, bạn cũng có thể là mua vé lẻ cho từng chuyến đi. Nhưng mà đã là du học sinh rồi thì chúng tôi khuyên là bạn nên sử dụng một chiếc thẻ, tại vì cái thẻ đó thì bạn có thể là sử dụng chung cho cả bus và MRT luôn, nên là nó rất là tiện. Và bạn có thể mua cái thẻ này ở những cái phòng vé hoặc là ở những cái trạm xe bus hoặc là tàu điện ngầm á mấy bạn. Ngoài cái phương tiện MRT thì cái phương tiện chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ đề cập tới đó là vấn đề đi taxi. Thì đi taxi nó sẽ thoải mái và đặc biệt là tiện lợi nếu như bạn muốn đến được những cái địa điểm mà xe bus hay là MRT không đến được. Thì taxi ở đây tính tiền theo đồng hồ cây số, nhưng có thể sẽ phải phụ phí thêm và tùy vào cái thời gian cũng như cái tiền đề thời điểm, hoặc là tùy vào cái hãng taxi mà bạn sẽ đi. Bạn có thể vẫy xe taxi khi đứng bên đường ở phần lớn các địa điểm, hoặc là bằng cách xếp hàng tại những cái khu vực đợi taxi có sẵn ở phần lớn các trung tâm mua sắm, khách sạn và địa điểm tham quan. Nếu bạn muốn gọi taxi, bạn có thể gọi điện thoại lên số tổng đài, thì ở đó họ sẽ chuyển đến những cái trung tâm tiếp nhận cuộc gọi taxi của bạn và sẽ có xe taxi liên lạc lại với bạn ha. Và phương tiện tiếp theo mà rất là quen thuộc với là sinh viên đó là xe bus. Thì hệ thống xe bus ở Singapore có mạng lưới hệ thống rộng khắp và đi đến hầu hết các nơi cũng như là những cái khu vui chơi giải trí gì đó thì đều có xe bus tới đây. Xe bus ở bên Singapore là rất là tiện nghi, nó không có cái chen chúc như là ở Việt Nam và rất là sạch các bạn. Phần lớn xe bus ở Singapore thì rất là hiện đại và có điều hòa, nên là khi mà người dân lên trên xe bus thì rất được đón tiếp rất là nồng nhiệt. Thì với những cái phương tiện giao thông công cộng tại Singapore chúng tôi vừa mới chia sẻ với tất cả các bạn, như là tàu điện ngầm, xe bus hoặc là taxi, thì hy vọng là các bạn sẽ có được cái sự di chuyển một cách dễ dàng khi du học tại đất nước sư tử này các bạn nhé. Đối với các du học sinh, sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đặt chân đến một miền đất mới là một điều cần thiết để có được sự khởi đầu tốt đẹp. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là khi đi du học Singapore chúng ta cần chuẩn bị những gì các bạn nhé. Đầu tiên là tiền mặt, thì tất nhiên là khi đặt chân đến không những là Singapore mà bất kỳ bạn đi du học hay du lịch ở đâu thì tiền mặt bạn vẫn là cái thứ quan trọng nhất. Cho dù bạn đã có tiền trong tài khoản rồi nhưng mà việc mang thêm một chút tiền mặt thì sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng những cái vấn đề nảy sinh. Và bạn nhớ là khi sang Singapore thì bạn phải đổi sang tiền Sing để cho nó tiện trong cái việc chi tiêu. Về việc chuẩn bị đồ cá nhân thì khi sang một quốc gia khác chắc chắn bạn chưa có thể có nhiều thời gian để đi mua sắm ngay những cái đồ cá nhân cần thiết. Do đó việc chuẩn bị một số dụng cụ sau sẽ rất là giúp ích cho tất cả các bạn. Ví dụ như là về quần áo thì bạn nên mang theo quần áo mùa hè, vì khí hậu tại Singapore thì nó rất là dễ chịu, nhiệt độ nó chỉ dao động từ khoảng 23 cho tới 34 độ C thôi. Nó cũng tương đồng với ở Việt Nam mình. Thì hãy mang thêm một cái áo khoác nhẹ, bởi vì khi trong quá trình bạn học thì ở lớp có thể mở điều hòa hơi mạnh, hoặc là vào các trung tâm thương mại ở Singapore họ mở điều hòa rất là lớn. Bên cạnh đó thì bạn cũng nên mang thêm một chút ít về kem đánh răng, về bàn chải, khăn mặt, sữa tắm, dầu gội là điều thiết yếu, bởi vì khi giai đoạn đầu chúng ta mới qua chúng ta chưa có quen được là mua những sản phẩm đó ở đâu, hoặc là ở bên đó có cái sản phẩm mà bạn thường xuyên xài hay không. Tiếp theo là về vấn đề thực phẩm, thì vấn đề du học sinh quan tâm khi mà bạn đi du học thì bạn không còn sự chăm sóc của ba mẹ nữa, nên là bạn phải là cái người tự bạn phải chăm sóc bản thân bạn. Tất nhiên thì khẩu vị ở Singapore thì nó cũng không có giống ở Việt Nam lắm, nên là có một số bạn gọi là khó ăn á, thì khi mà qua Sing thì thời gian đầu chắc chắn là sẽ không ăn được đồ ăn ở bên Sing rồi, nên là thời gian đầu bạn qua bạn có thể là mang thêm một ít mì gói nè, những cái đồ khô, lương khô gì đó, rồi phở gói, mì gói, sữa này, những cái mà bạn cảm thấy thích thì bạn cứ mang theo, tại vì mình có hành lý ký gửi mà. Đặc biệt là các bạn Việt Nam mình hay mang theo trà bông, đây là cái món rất là thông dùng, các bạn có thể là ăn chung với bánh mì nè. Nên là khi mà trước khi đi thì tất nhiên là ngoài chuẩn bị những cái vật dụng cá nhân, tiền bạc, thì những cái mà thực phẩm khô này thì các bạn cũng đừng mang bỏ qua nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về vấn đề thuốc. Thuốc đây nghĩa là thuốc uống chứ không phải thuốc hút các bạn ha. Thì có đôi khi chúng ta đi du học ở bên đó chúng ta sẽ có một gặp chút ít rắc rối về cái vấn đề sức khỏe, thì cái việc mà chúng ta đi mua thuốc nó sẽ không có dễ dàng như ở Việt Nam, bởi vì bên nước ngoài họ sẽ bán thuốc theo toa của bác sĩ. Chính vì vậy một cái vài số bệnh thông thường và các bạn đã quen với việc sử dụng các loại thuốc đó rồi thì các bạn nên mang theo, ví dụ như là thuốc nhức đầu hay thuốc đau răng hay là thuốc đau bao tử gì đó,
những cái bạn đó chúng ta đã quen với cái thuốc rồi và chúng ta chỉ chịu được cái thuốc đó thôi, thì các bạn nên mang theo, bởi vì đôi lúc là bên đó họ sẽ không có bán. Một cái vật dụng mà không thể thiếu đối với không những là du học sinh đâu, mà hình như là hầu như bây giờ là không thể thiếu với mọi người luôn á, đó là điện thoại di động. Thì tất nhiên là khi ở Việt Nam thì bạn sử dụng cái SIM Việt Nam rồi, nhưng mà khi qua nước qua sinh thì bạn vẫn có thể sử dụng SIM Việt Nam được. Tuy nhiên thì bạn sử dụng thì bạn nghe gọi nó rất là đắt, nên là chúng tôi khuyên là khi mà bạn sang sinh thì bạn nên chuẩn bị một chiếc điện thoại, có thể là bạn sử dụng cái điện thoại bạn đang sử dụng cũng được, hoặc là sử dụng thêm một chiếc điện thoại khác, rồi qua đó mình sẽ mua SIM mình lắp vào. Và các bạn cũng chỉ cho các bạn một mẹo luôn, nghĩa là bên sinh á, cước phí người ta sẽ tính là khi bạn gọi đi vẫn tính và khi bạn nghe cũng tính. Nên là đa số sinh viên Việt Nam khi mà đi học ở bên sinh thì đa số các bạn gọi về cho ba mẹ, chứ không phải là ba mẹ gọi cho các bạn. Lý do là tại vì là nếu như mà ba mẹ gọi cho các bạn thì ba mẹ vừa tốn phí mà các bạn cũng nghe cũng tốn nữa. Nên là khi mà bạn gọi về cho ba mẹ thì chỉ có một mình bạn tốn phí thôi. Thì cái đó cũng là một cách để bạn tiết kiệm cho cái khoản tiền điện thoại cho gia đình nữa. Một vật dụng rất là quan trọng với tất cả các bạn sinh viên đó là phần máy tính xách tay. Thì đây là dụng cụ không thể thiếu giúp các bạn học tập và tìm kiếm thông tin một cách tốt nhất. Bạn cũng cần mua thêm về cái đầu nối sạc điện thoại, bởi vì hầu hết ở Singapore nó đều là ba chân cắm, trong khi ở Việt Nam mình nó chỉ có hai chân thôi, cho nên các bạn cần để mua cái đầu chuyển. Và cái vật dụng mà ngoài như lúc nãy mình giới thiệu tiền mặt thì bạn cũng chuẩn bị thêm một cái thẻ ATM. Thì thẻ ATM này ở Việt Nam bạn sử dụng cái thẻ Visa ở Việt Nam, bạn sang sinh bạn sử dụng vẫn được, nhưng mà cái này nó sẽ trả phí rất là cao. Nên là khi học sinh đi du học ở Singapore thì chúng tôi khuyên là thời gian đầu học sinh nên chuẩn bị tiền mặt để sang đó mình sinh hoạt trong thời gian đầu. Sau đó các bạn có thẻ sinh viên rồi thì các bạn có thể là ra ngân hàng mở một cái tài khoản và ba mẹ có thể là chuyển khoản vào cái tài khoản đó, thì các bạn sử dụng trong thời gian ở sinh thì lúc đó nó sẽ tiền hơn và cái phí nó sẽ đỡ tốn hơn. Nên là các bạn có thể là sử dụng thẻ Visa đem qua được, hoặc là qua bên sinh các bạn làm thẻ cũng không sao. Sau khi vật dụng chúng ta đã chuẩn bị rồi, về quần áo, về lương thực, về tiền bạc chúng ta chuẩn bị rồi, thì vấn đề quan trọng tiếp theo nó sẽ là những cái giấy tờ chúng ta cần phải mang qua Singapore là gì. Thì trước khi hoàn tất mọi thứ, bạn hãy kiểm tra lại túi sách của mình xem những giấy tờ cần thiết đã được mang đầy đủ hay chưa. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng từng chút một, ví dụ như là cái thư chấp thuận của lãnh sự dành cho bạn, rồi hộ chiếu, vé máy bay, thư mời nhập học, giấy tờ tùy thân, ảnh 46 nền trắng. Thì sẽ rất là phức tạp nếu như bạn quên những giấy tờ cần thiết ở nhà, nên hãy chuẩn bị thật tốt các bạn nhé. Và khi các bạn làm hồ sơ với tên đại dương thì cái mặt chuẩn bị những giấy tờ cần thiết đó, khi chúng tôi trả hồ sơ bay cho tất cả các bạn, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn và chúng tôi sẽ luôn dặn tất cả các bạn là phải để trong hành lý xách tay, bởi vì khi qua cửa khẩu, khi các bạn cần thì các bạn đã có sẵn, chứ các bạn cho vào hành lý ký gửi thì lúc nhân viên hải quan họ hỏi bạn không có để bạn xuất trình ra cho họ. Bạn không có cái thư chấp thuận của hải quan thì lúc đó du học sinh các bạn đi là vé máy bay một chiều, thì lúc đó nó sẽ gây rắc rối cho các bạn. Nên là các bạn cần lưu ý rằng là tập hồ sơ này mình luôn giữ cẩn thận và luôn để trong hành lý xách tay nha. Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi thì các bạn có được sự chuẩn bị tốt cho cái hành trang du học Singapore sắp tới của mình. Và khi cần được hỗ trợ hồ sơ du học Singapore thì các bạn đừng có ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ làm hồ sơ miễn phí cho các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.